Rồi, Trường mới chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và theo dõi kênh nhé. Thì trong video này mình lại tiếp tục giao lưu lô mai tài lộc nha anh em. Dòng này thì mình chỉ nói trước là nó có 4 đến 5 mặt bông trên một cây. Và thường thường là bông từ 12 cho đến 18 cánh, nhưng đại đa số là dòng cánh xoáy nha anh em. Được 70% dòng cánh xoáy, còn số còn lại thì thi thoảng nó có chủ cúc hoặc là thi thoảng nó có chủ rào xoáy, tóm lại là từ 12 cánh đổ lên nha anh em. Thì dòng này phát triển nó nhanh, mạnh hơn thằng Thọ Hương luôn. Dòng này thì phát triển khá nhanh nha anh em. Thì cây giống ngày hôm trước thì bán nó tới 250 một cây nha, bữa nay thì 150 một cây, bởi vì càng lâu ngày thì nó càng hạ đi anh em. Giống nào thế, hồi mới ra thì nó hot thì nó đắt thôi nha, còn về sau thì càng lúc nó càng hạ đi. Thì như đây nha anh em, như dạng này, tầm này, rồi tầm này, rồi tầm này, nó tùy cây nha anh em, cây này cây kia. Nói chung thì cứ tính lấy cái cây nhỏ nhất đi. Cái nhất này bộ đế thì toàn bộ là mai quả miền Tây, thì uốn lò xo, bí bầu rồng rắn là tùm lum anh em. Đế thì nó thuộc dạng gặp kiểu vậy, thân cây thì nó tầm này, bo ghép thì tầm này. Đây đây còn khoảng tầm mấy chục cây đây anh em, mình xả cho nó vãn bớt đi, chuẩn bị ghép lứa khác nha anh em. Để chuẩn bị ghép lứa khác, cần có bo chuẩn bị ghép lứa khác đây. Đấy, đế đây nha anh em. Thì dòng này thì mình giao lưu là 150.000 một cây, và hai cây là 300.000, mình bao phí vận chuyển nha anh em, cưng cặp 300 bao phí vận chuyển. Anh em nào mua nhiều thì mình tính giá nó bớt lại, anh em nào mua một cây thì nó chịu phí ship nó hơi cao. Nói chung là cứ 300 một cặp. Thì mặt bông mình sẽ để trên cái đấy nhá, trên màn hình điện thoại này. Thì anh em tham khảo, hoặc giả là anh em có thể vô mấy video của mình xem có cái giống tài lộc này nhá, thì sẽ có loại giống này. Còn đây còn được mấy chục cây đấy nhá, còn vẫn chưa ghép. Đợt này solo nốt cái lô này rồi mới ghép lại nha anh em. Thì anh em nào ưng sưu tầm giống này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để trên video đấy, anh em liên hệ trực tiếp nha. Rồi, chúng ta toàn thể quý vị.